Top 8 cuốn sách hay nhất về gia đình nên đọc một lần trong đời. Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc nhất của mỗi con người, là nơi mà con người yêu thương nhau vô điều kiện. Tình cảm gia đình là điều đáng trân quý nhất cuộc đời nhưng không phải ai cũng biết cách trân trọng và dành nhiều thời gian cho người thân của mình. Mà tình cảm gia đình phải là điều được chúng ta nuôi dưỡng hàng ngày. Cùng Reader điểm qua những cuốn sách hay nhất về gia đình nên đọc một lần trong đời qua bài viết dưới đây nhé. 1. Cha và con. Khi nào một người đàn ông trưởng thành Thế nào là một người phụ nữ trưởng thành? Cha và con kể về sự tan vỡ của hôn nhân khiến người bố Harry Seaver rơi vào tình cảnh gà chống nuôi con, đối diện với những khó khăn. Mất mát trong cuộc sống khiến anh phải lo toan tất cả cho con từ những việc nhỏ nhất mà từ trước đến nay anh chưa từng làm. Câu chuyện cha và con là câu chuyện của sự trưởng thành, của tình thân. Tình cảm, việc chăm sóc con cái không hề đơn giản mà hơn hết đó là thiên chức của một người làm cha. Harry Seaver không còn cách nào khác ngoài tình cảm dành cho con cùng việc học cách chăm sóc cho con. 2. Tìm bình yên trong gia đình. Cuốn sách Tìm bình yên trong gia đình được viết bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh cùng quý thầy quý sư cô làng Mai. Cuốn sách bao gồm những câu hỏi của các quý Phật tử và mọi người gửi về để thiền sư giải đáp, gỡ rối những khó khăn, mang tính thực tế cùng những lời khuyên, chia sẻ vô cùng hữu ích của thiền sư Thích Nhất Hạnh về các vấn đề trong gia đình. Cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1 những khó khăn trong gia đình. Chương 2 tâm sự của mẹ cha với con cái. Chương 3 tâm sự của con cái Chương 4 thiết lập niềm tin trong cuộc sống. Chương 5 truyền thông với người thân đã mất. Chương 6 thực tập tránh niệm trong gia đình. 3. Chicken soup for the soul, tình yêu thương gia đình. Chúng ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về đó là gia đình tình yêu thương gia đình là cuốn sách tuyển chọn những câu chuyện ý nghĩa về tình cảm gia đình. Cuốn sách hướng bạn đọc đến những khoảnh khắc giá trị, những tình cảm vô điều kiện của nơi duy nhất mà chúng ta có thể trở về bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi. Sách mang đến cho bạn đọc những bài học về tình cảm gia đình để mỗi chúng ta trân trọng và nuôi dưỡng tình cảm với những người thân yêu quý của mình. 4. Tôi bị bố bắt cóc. Cuốn sách kể về Haru 11 tuổi, sau khi gia đình tan vỡ cô bé đã quyết định sống cùng mẹ của mình thế nhưng trong lòng cô bé luôn dành cho người bố một tình cảm đặc biệt. Do sống cùng mẹ thế nên Haru cùng bố ngày một xa cách mà không thể thân thiết như ngày trước. Và một ngày khi mua kem ở một cửa hàng Haru bất ngờ gặp lại người bố của mình. Sau đó hai bố con có một chuyến du lịch đầy những điều thú vị mà người bố muốn đem lại cho con gái của mình. Chuyến du lịch ấy không chỉ giúp Haru nhận ra những điều thú vị xung quanh cuộc sống của mình mà thông qua chuyến đi ấy giúp cho cô bé thân thiết với người cha của mình hơn. Với nội dung mới mẻ, giọng văn nhẹ nhàng đầy yêu thương Mitsuyo Kakuto đã thuyết phục được rất nhiều độc giả. Cuốn sách sẽ mang lại cho bạn đọc rất nhiều trải nghiệm trên trang sách về tình cảm gia đình đầy cảm động. 5. Có một ngày bố mẹ sẽ già đi không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi quy luật của thời gian, rồi một ngày nào đó bố mẹ sẽ già đi. Hãy dành cho họ những điều tốt đẹp nhất nhé. Cùng lắng động cảm xúc, sống chậm lại một chút để ngẫm về sự yêu thương vô điều kiện mà Bậc Sinh Thành đã dành cho chúng ta qua cuốn sách có một ngày bố mẹ sẽ già đi. Mỗi một câu chuyện trong cuốn sách có một ngày bố mẹ sẽ già đi nhắc nhở bạn đọc sự hữu hạn của cuộc sống, tình cảm bao la của bố mẹ mà bạn nên trân trọng. 6. Hãy chăm sóc mẹ Trong vòng 10 tháng kể từ khi phát hành, Hãy chăm sóc mẹ bán được một triệu bản riêng tại Hàn Quốc. Cuốn sách đưa tác giả Shin Kyung Suk trở thành nhà văn châu Á nổi bật nhất năm 2009. Hãy chăm sóc mẹ kể về hành trình đi tìm người mẹ bị thất lạc ở sơn của một gia đình người Hàn Quốc. Cả gia đình ra sức tìm người mẹ và cùng với đó là những thước phim quá khứ được quay chậm trong mỗi tâm trí của các thành viên trong gia đình. Những kỷ niệm về mẹ, hình ảnh của bà có lẽ đến giây phút khi bà bị đi lạc thì họ mới có thể nhận ra sự vô tâm, hời hợt của mình. Cuốn tiểu thuyết như một lời nhắc nhở đến bạn đọc về những giá trị vô giá của mẹ, hãy trân trọng tình cảm đó để có thể yêu thương mẹ nhiều hơn nữa. Có những khoảnh khắc mà người ta thường suy ngẫm lại sau khi có việc gì đó xảy ra, nhất là sau khi chuyện không may xảy ra. Khoảnh khắc mà người đó nghĩ, lẽ ra mình không nên làm vậy. 7. Về nhà với mẹ Tại sao phải lấy chồng hay có con mới là lập gia đình? Mẹ, Ren là gia đình của con. Cô ấy không phải là bạn bè. Suốt 7 năm qua bọn con đã sống như gia đình. Gia đình là cái gì? Không phải là chỗ dựa tinh thần, là người luôn bên cạnh mình sao? Tại sao như thế này thì được coi là gia đình, như thế kia lại không? Vì gặp phải khó khăn tài chính và không thể trả nổi tiền thuê nhà ở bên ngoài, Green phải dọn về sống chung với mẹ. Cô đưa một người bạn gái khác về ở cùng, đó là người yêu của Green trong suốt 7 năm. Những bất đồng trong quan điểm sống đã khiến cuộc sống của cả ba trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Mẹ của Green không thể chấp nhận được việc con gái mình lại yêu một người đồng tình và Ren, người yêu của Green phải chịu rất nhiều uất ức khi sống chung với bà. Những diễn biến câu chuyện, từng câu nói hay cảm xúc của nhân vật trong chuyện gợi lên cho chúng ta bức tranh xã hội và gia đình vô cùng khó chịu nhưng ẩn sâu đó cũng là những tình cảm người mẹ dành cho con. Sự trách nhiệm trong công việc ở viện dưỡng lão hay sự kiên trì của Ren, liệu sau thời gian ở cùng với nhau thì họ có thể dần chấp nhận và xóa bỏ những giới hạn để hòa hợp sống cuộc sống hạnh phúc không? Mời bạn theo dõi cuốn sách về nhà với mẹ. 8. Không gia đình Không gia đình là tác phẩm vô cùng nổi tiếng của Hector Malot. Tác phẩm hiện đã được chuyển thể thành phim. Không gia đình kể về cuộc đời của Remy, một mảnh đời vô cùng đáng thương, cậu mồ côi cha mẹ nên đã đi theo đoàn siếc thú của cụ già Vitalis. Hành trình cùng đoàn siếc thú đi đến khắp muôn nơi, trải qua nhiều chuyện vô cùng gian khó tưởng chừng em không thể vượt qua được. Mặc dù sống trong môi trường khắc nghiệt, hàng ngày phải mưu sinh, rong ruổi đến khắp nơi vì miếng cơm manh áo nhưng Remy vẫn mang trong mình tính cách tốt bụng ngay thẳng. Có lẽ đó cũng những thông điệp vô cùng ý nghĩa về tình yêu thương gia đình cùng những đức tính quý báu. Mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc, liệu cuộc đời của Rimi sẽ đi về đâu sau bao sóng gió thì mời bạn đọc cùng đón đọc tác phẩm này nhé. Tất cả các mối quan hệ bạn muốn duy trì đều cần sự nuôi dưỡng đặc biệt, đừng xem nhẹ những người thân trong gia đình bạn. Sự nuôi dưỡng, gìn giữ cần được thực hiện mỗi ngày. Hãy vun vén tình cảm cho những thành viên trong gia đình nhà bạn để nhà là nơi bạn luôn mong muốn trở về khi mệt mỏi nhất là nơi có chỉ có tình yêu thương. Trên đây là gợi ý về những cuốn sách hay về tình cảm gia đình nên đọc một lần trong đời, hy vọng bài viết này hữu ích cho việc lựa chọn sách của bạn.